Gia đình của Trân mới vừa đi ra khỏi từ cái chợ Superior. Thì ở tổng thì bây giờ nó đông nghẹt cứng luôn. À, giấy thì không còn một cuộn nào hết, sữa không còn, trứng không còn. À, đậu xe chật nứt, mình phải tự đi tìm chiếc xe đẩy của mình luôn đó. À, vô tổng là nói chung là mấy cái đồ mà ấy là bây giờ nó không còn nữa. Bây giờ bắt đầu thì hai vợ chồng sẽ định đi chạy qua bên cái chợ Von của Mỹ, chứ cũng gần đây cũng khoảng 5-1 phút thôi. Ok, so bây giờ mình đã đến chợ Von rồi ha. Đây là chợ của người Mỹ đây. Coi thử cái chợ này nó có đông giống như là chợ bên kia hay không. Coi thử đồ có còn hay không. Đâu rồi? Bây giờ mình đi một vòng. Ở đây thì mình không biết bán cái gì mà bán sạch bách rồi. Pasta, pasta. Ồ, những cái đồ bán pasta thì người ta đã mua sạch bách rồi. Đó, nói chung là người ta cũng hơi sợ hãi đó. Rất là nhiều. Trái cây, rau cải thì cũng bình thường, đầy đủ, không có gì phải đáng sợ. Hey, what's going on? Ở đây là những cái đồ mà tissue nè, đồ giấy chùi mũi, chùi miệng rồi Kleenex rồi nè, sạch bách luôn, không còn một cái gì hết. Đó. Này coi, đúng rồi, đây là giấy chùi ít nè, không còn luôn, không còn cái gì luôn. Ở bên đây là cái gì đây? Bên đây là cũng mấy giấy nè, không còn. Hả? Sữa còn, trứng thì hết. Ừ. Surface cleaner. Lysol. Thì nói chung là mình đi chỗ nào thì nó cũng hết đồ hết. Quay lại đi mua sữa nha. Ừ, đi xuống đi mua sữa đi. Lấy 2-3 thùng sữa đi. Mấy cái đồ rửa tay đồ nè, mấy đồ chùi đồ thì nó cũng phần đông là hết rồi. Nói chung mấy đồ rửa tay mà hand sanitizer là không còn luôn. Đó. Cái bệnh dịch corona này nó lợi hại quá, nó làm cho ai cũng khủng hoảng hết. Anh Tiến à, đi theo ba nè. Hết sạch bách luôn. Cái này đó, bán gì nè, những cái đây nè, đó, thấy chưa? Bây giờ hình như là cái thời thế nó bị loạn. Đi chỗ nào bao không được hết, đây con cầm mấy cái chốt không? Chốt là không có mình, con là có nhiều đang ở nhà thôi. Đi tới Bon, không còn giấy. Bây giờ đang ở chỗ Home Depot. Home Depot đây, là thường thường là Home Depot là mình nghĩ là ấy là phải có đúng không? Nhưng mà thiệt tình không còn một cuộn giấy hết. Thì Trân vô động này Trân hỏi thì người ta nói nếu mà bây giờ chỉ còn có một cách thôi, là để cho mình order giấy á, là mình phải vô cái thành viên mà nó gọi là pro member gì không biết nữa. Xong rồi á, bây giờ nó bán là nó order xong rồi chừng nào nó gửi tới về đây rồi mình tới lấy, là 36 cuộn là 61 đồng 72 sen, là kể như nó nói là ra là khoảng đồng mấy, gần 2 đồng cuộn giấy đó. Thì bây giờ gia đình Trân bây giờ chán nản rồi, bây giờ không có ý định mà để đi mua giấy chùi đất nữa, cho nên bây giờ mình chỉ đi về thôi, có gì mình lấy vòi nước mình xịt. Không ngờ là khẩu trang không có, ngay cả giấy thời tiết cũng không có nữa. Ở Việt Nam cũng tới tình trạng bây giờ có tiền sẽ đóng tiền luôn á, mà phải đi mua giấy để chùi đất để đựng cất á, thấy thời nó loạn là vậy rồi đó. Có tiền mà không mua được cái đó luôn, giấy chùi đất á, bây giờ là biết rồi. Trời giấy tờ rất nhiều, tao không nghĩ ra luôn. Là, nó thấy là cái đó là cái không có chi phí lắm đó. Mà tại người ta loạn quá, cái này nó làm cái ai cũng loạn hết, ai cũng đi mua hết, làm như giờ nó thiếu tùm lum la hết. Ở đồ ăn cũng có, sữa hết, trứng hết, thịt hết. Cái gì cũng hết. Mấy cái đó hết thì có thể là tin được, còn cái giấy chùi đích mà làm gì mà
đến nỗi mà phải không còn luôn, không có chỗ nào còn luôn là sao? Khiếp thiệt. Bây giờ mới nói là loạn mà vậy. Đó, đây là Home Depot đây, lớn quá đều lớn luôn mà không còn một con nào hết. Có mấy người đâu, mấy người mẹ bên kia nói bên đây còn cái gì, tới đây là không còn nữa rồi. Gì con? Wow, mấy chậu dâu nó bán dâu nhiều quá ta. Bây giờ mình bỏ dự định rồi, về không đi nữa. Bây giờ về nhà nằm nghỉ. Đi ba nơi rồi đó. Đi ba chỗ rồi, không có thành công. Không được cái gì đâu. Mình được ly nước uống thôi. Bây giờ về nhà nằm. Không tập như con có mở TV lên coi những người hốt hoảng giống như mình nè. Cầm tiền cả đống tiền đi mua giấy đó. Không có đi mua. Bây giờ trong Costco chỉ limit một người một cuộn thôi. Bữa nay là này, coi trên Facebook là thấy người ta xếp hàng mà ra từ cái bãi parking lot này mà bo qua tùm lum tùm lo á. 10 giờ mà có tụi mở cửa mà 9 giờ kém rồi có người xếp line rồi. Xếp một tiếng mấy. Ai cũng làm này riết rồi cái gì nữa, thành cái phong trào nó xe đẹp á. Kìa baby, em giỏi quá rồi.